Xin chào bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học phần mềm Node Studio ha. Thì video trước tôi vừa hướng dẫn các bạn xong cái việc mà chúng ta tùy chỉnh cái giao diện rồi. Giao diện là Composition đây ha. Thì sẽ ra được cái giao diện như thế này. Rồi, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ mở cái file Node lên. Thì như tôi nói các bạn á, thì bạn có thể là tải phía dưới cái video này ha, hai cái thư mục Node. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở cái phần file Node này lên, phần Node file lên. Đây. Thì đây là cái video số 2 thì tôi sẽ đặt tên như thế này. Đây là video số 2 thì đặt tên là số 2 ha. Đầu tiên thì bạn mở cái file begin lên. Đó. Mở file begin lên. Thật ra thì cái file những cái file đầu thì cũng mới mở lên thì cũng trống trơn thôi, không có gì đâu. Sau khi các bạn làm xong thì các bạn có thể là mở lên cái file kết thúc video á. Kết thúc video này bạn có thể mở lên cái file 02 gạch end. Để end là kết thúc á, để bạn kiểm tra lại cái nội dung tôi đúng không ha. Thì sau này các bạn cứ làm tương tự như vậy. Thì tôi không nhắc nữa ha, để tránh mất thời gian. Giả sử như tôi hướng dẫn các bạn video số 3, số 4, số 5 tới video số 10 mấy, giả sử vậy tới video số 13, giả sử vậy thì các bạn sẽ mở bắt đầu học cái video số 13, bạn sẽ mở cái phần begin lên, kết thúc thì bạn sẽ mở cái phần end lên để mà kiểm tra lại coi cái dự án, coi cái file rồi cái file nút chúng ta có làm đúng không ha. Rồi đầu tiên thì mở cái file begin lên đi, thì đầu tiên mở lên thì cũng được như vậy thôi, tại vì mới bắt đầu cũng chưa làm gì đâu. Rồi video hôm nay ta sẽ thực hiện cái việc mà tạo các node mà để nhập cái file video chúng ta vào đây ha, các nguyên liệu vào đây. Thì như tôi nói các bạn, cái phần mà xung quanh đây là cái phần mà chỉnh sửa video, nghĩa là chúng ta sẽ dựa trên những cái kết quả những cái video hoàn chỉnh rồi á, những cái video hoàn chỉnh á, thì bạn cộng vào đây để bạn cắt xén ha. Là cái bước này là cái bước xung quanh này là cái bước cuối cùng rồi, cái bước để chúng ta thực hiện cái việc mà chỉnh sửa video là bước cuối cùng rồi. Còn cái phần những cái node wrap hay những cái tab còn lại á, là những cái bước mà chúng ta chỉnh sửa ban đầu, hay gọi là kỹ xảo điện ảnh đó ha. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ nhập cái đoạn nguyên liệu thô, nghĩa là cái đoạn video chúng ta mới vừa quay vào trong đây, chưa hoàn toàn chưa chỉnh sửa gì hết ha. Thì để sử dụng các node công cụ này á, thì bạn sẽ thấy bên tay trái nó sẽ có những công cụ này tôi nói rồi, bạn click vào đây ha, bạn click đây thì bạn sẽ thấy đầu tiên trên đây nó sẽ có cái tab to read ha, nghĩa là tab mà dùng để đọc file đó. Thì có nhiều cách lắm, hình như là 3-4 cách gì lắm. Tôi sẽ thử một, đầu tiên là bạn sẽ click lên cái công cụ này, bạn nhấp vô tab read này là một cách. Cách thứ hai nhanh hơn là bạn sẽ thấy đây nó có phím tắt là chữ R, anh thấy ha. Đó, thông thường tôi sử dụng phím tắt. Cách thứ hai đó là gì, là có hai cách rồi. Cách thứ ba là bạn sẽ di chuyển xuống cái phần phần lưới ha. Đây nó sẽ có phân biệt cái chỗ chuột bạn đang ở cái vùng nhìn nào, thì nó sẽ có phím tắt riêng cho cái vùng nhìn đó ha. Sẽ như chỗ chuột tôi đang ở ngay trên cái vùng nhìn đây, vùng nhìn cửa sổ node wrap đây. Thì ở đây tôi sẽ nhấn cái phím tab ha. Cái phím tab là cái phím mà bên tay trái bạn á, nó sẽ kế bên cái phím kill á. Nó trên cái phím caps lock và trên phím dí qua ha, phím tab. Rồi, phím tab. Thì khi đây bạn click phím tab một cái thì bạn sẽ thấy nó sẽ hiện ra một cái hộp thoại truy cập nhanh. Thì tại vị trí này thì bạn có thể là hiện cái hộp thoại mà gửi cho bạn, giống như mà bạn sử dụng phần mềm sử dụng máy tính Windows hay Mac gì đó, thì nó sẽ đây là cái công cụ tìm kiếm nhanh gì đó ha. Thì bạn sẽ đánh cái chữ read lên. Trường hợp mà các bạn sử dụng lâu dài rồi, các bạn đã nhớ cái tên tiếng Anh của nó, thì bạn chỉ cần đánh chữ read hoặc là đánh cái chữ cái đầu thì nó sẽ gửi cho bạn. Sau đó các bạn chọn hoặc enter gì đó thì nó sẽ thực hiện cái tab read đó, bạn thấy chưa? Đó. Rồi, hoặc là bạn click vào đây nè. Như tôi nói, bạn có thể là nhấn phím tắt hai chỗ chuột bạn ở vị trí mà trên cái node wrap đây, bạn nhấn phím tắt là chữ R thì nó cũng sẽ hiện ra cái node read ha. Giờ chúng ta sẽ có 1 2 3 cách. Hiện tại thì có 3 cách, tôi nhớ 3 cách thôi. Nhưng mà thông thường hai cái cách mà tôi thường hay làm nhất là, một, tôi nhắc lại ha, những cái video đầu rất là cơ bản nên các bạn phải thuộc lòng lòng cho tôi. Cách thứ nhất là tôi sẽ nhấn phím tab ha, tôi nhấn đánh chữ read. Rồi, đánh chữ read. Cách thứ hai là tôi sẽ sử dụng phím tắt nhấn chữ R. Rất đơn giản ha, hai cách đó tôi thường hay sử dụng nhất. Còn những cái node nào ban đầu tôi chưa biết đó, thì tôi sẽ nhấn trên cái công cụ bên tay trái, thấy chưa? Thì công cụ bên tay trái thì từng cái này là nó sẽ phân loại theo cái nhóm ha. Chỉ như cái này là phân loại theo cái nhóm mà thực hiện cái việc xuất hay nhập nè, là trong cái nhóm này. Cái nhóm thứ hai là nhóm về chuyên về cái phần mặt nạ ha. Theo tôi biết một số công cụ thôi, chứ tôi cũng không chưa có phải là biết hết toàn bộ ha. Một số công cụ thường hay sử dụng thôi. Này là những tab về một phần mặt nạ nè ha, ánh sáng rồi nè, nói chung đại khái phần mặt nạ, test văn bản nè. Cấp thứ ba là tab về cái phần mà chỉnh sửa cái gì đó, tôi cũng không biết, hình như chỉnh sửa thời gian nè, thời gian clip nè ha. Rồi tab tiếp theo tab là về cái phần channel ha. Channel này nó là những cái kênh, những cái kênh là những cái kênh hai màu á, RGB hay là kênh alpha gì đó. Thì cái phần này nó như thật ra mà nói mà chuyên sâu một tí thì nó cũng mất rất mất thời gian ha.
thứ tư là về cái phần màu sắc. Nhìn đây là biết rồi, thật ra bạn nhìn những cái ký hiệu á, bạn đọc chữ tiếng Anh, mà nhiều khi tiếng Anh bạn không rành thì bạn hãy nhìn những ký hiệu thì cũng bạn cũng sẽ biết ha. Tab về color là về chỉnh sửa màu sắc nè ha. Tiếp theo blur là mờ nè, những hiệu ứng tỏa sáng rồi nè, những cái hướng là mờ tỏa sáng như nôi đó, sắp bệnh sắp nét nè. Rồi tiếp theo tới cái nhóm về cái phần hút màu ha, hút màu hay là xóa phông nền xanh như đó, chroma key rồi đó ha, những cái phần này nè, chroma key rồi đó, xóa phông nền xanh. Tiếp theo những cái nhóm về cái phần phần mạch ha, cái những nút mạch thì chúng ta đã sử dụng rất là nhiều. Nhìn đây là phần trên chrome rồi ha, biến đổi thay đổi vị trí rồi đó, xoay đó trên chrome, crop cắt xén nè, corner pin, rồi những cái nó đó chúng ta thường hay rất sử dụng. Nhóm về 3D, nhìn cái khối hợp là chúng ta biết là về cái phần mà tùy chỉnh bên 3D rồi ha, có camera 3D trong đây luôn. Tiếp theo những cái nốt về cái particle là những cái nhóm về tạo những cái hạt ha, những cái hạt li ti chuyển động đó là trong cái nhóm này. Đây thì cái nhóm chỉnh về cái phần gì nữa tôi quên rồi, không biết nữa, stereo, những cái này về âm thanh hay gì đây, về dữ liệu data, về tạo những cái đối tượng 2D, 3D, ha, particle 3D. Còn cái nhóm này những cái nhóm hỗ trợ thêm, không có gì. Rồi, vậy là cơ bản là xong ha. Những cái nốt tôi thật ra rất là nhiều, chúng ta học từ từ thôi, chúng ta từ từ, chúng ta tìm hiểu thôi, không có gì phải lo lắng. Rồi, thì đầu tiên thì chúng ta thực hiện cái việc nốt read đi, tab đây, read ha, rồi, rồi. Tab read là cái tab đầu tiên, bất kỳ một cái project nào ta mở lên thì chúng ta phải chèn vào cái tab read. Tab read giống như cái tab import mà bên cái phần SQL vậy, để chúng ta nhập cái file vào. Thì nhập cái file vào thì bạn chọn cái ổ trên cái ổ đĩa của bạn á, ổ C, ổ D, ổ E gì đó, tới cái file đó bạn lít và bạn chọn thôi ha. Hoặc là một cách bạn lít trực tiếp trên cái trình duyệt này. Cách thứ hai là bạn sẽ thực hiện cái việc là mở hai thư mục và bạn lôi vào ha. Thì sẽ như tôi mở một cái thư mục bên cạnh như thế này nè, tôi lít và tôi lôi vào thôi. Đây, tôi lôi vào cũng được ha, không nhất thiết. Đây, bạn đợi tôi một tí. Đây, tôi sẽ sử tôi lôi thì tôi nói với bạn á, là rất đơn giản, nó sẽ có hai cách. Một là bạn lôi từng file ảnh một, từng file nguyên liệu một, hai là bạn lôi nguyên cái thư mục nó chứa nó vào trong đây luôn ha. Như đây nè, trong reference nè, bạn có thể lít vô từng cái thư mục này, bạn chọn từng file một và bạn lít và bạn lôi vào ha. Còn không thì bạn chọn nguyên cái thư mục cũng được luôn ha. Tôi làm thử cho bạn xem nè. Đầu tiên thì tôi chọn nguyên cái beauty thì tôi lôi vô đây đi. Thấy chưa? Nó sẽ lôi hết toàn bộ những cái nguyên cái thư mục beauty từ đây luôn. Nó bao gồm rất là nhiều file. Những cái file này thì như cái phần video trước tôi hướng dẫn các bạn rồi, nó có hai cách hiển thị. Một là nó sẽ hiển thị theo thứ tự từ trên dưới nhiều file thế này. Những file ảnh nó liên tục nhau ha. Này là mọi những file ảnh này tương ứng với một frame, là một khung hình đó. Thì bạn thấy cái tùy chọn ở đây nó sẽ không có được đánh dấu, không có được check á, là sequence ha, thì không có đánh dấu. Tương tự như những cái phần mềm khi bạn nhập file ảnh trong phần Photoshop hay là Premiere hay là những cái phần mềm khác, thì nếu như có cái phần SQL, nếu bạn không đánh dấu á, thì nó sẽ liệt kê chi tiết từng cái tấm ảnh theo số tự ra. Còn nếu bạn lít vô cái SQL này thì các file đó nó sẽ gộp thành một cái SQL, một chuỗi ảnh á, tương tự như một video gì đó ha, thì nó sẽ có cái dạng một file như thế này, đặt tên này kèm theo cái dấu thăng là ký tự đại diện của một số tự ha, một số tự nó sẽ tăng dần. Rồi đây nó sẽ diễn giải cho bạn là từ file số 1 tới file số 70, bạn thấy chưa? Rồi thì cái phần này như là cái phần phần một tôi cũng đã nhắc các bạn phần này, là hướng dẫn các bạn phần này rồi, phần hai tôi nhắc sơ thôi đó. Thì bạn muốn chèn nguyên cái thư mục này luôn, bao gồm 70 file này luôn, thì bạn có thể lít chọn nó, sau đó bạn nhấn chữ open ha, đó là một cách. Bạn nhấn open, tôi nhấn thử ha. Rồi thì đây nó sẽ chèn như được một cái file, và cái file này thì hiện tại bạn thấy trên màn hình viewer thì đang đen thui lùi, chưa có gì hết. Thì để nó hiển thị cái nội dung video lên bên màn hình thì bạn có thể là lít vô trong cái, bạn thấy cái có cái này có cái tab nè, có cái thông thường đây tôi gọi cái node đi, tôi gọi cái node đi ha, có cái node nè, node video một ha. Bạn lít vào cái dấu mũi tên đây, lít vô cái phần cuối mũi tên nè ha, phần cuối mũi tên, lít vào bạn lôi lên trên cái node ở trên, node trích một, bạn buông trái ra, thấy chưa? Bạn lít thì nó sẽ hiển thị trên màn hình đây nội dung chúng ta. Thì cái thao tác mà bạn xem hay là bạn di chuyển màn hình thì hoàn toàn tương tự như cái phần chương 1 thôi. Bạn thực hiện con lăn chuột nè, lăn về phía trước thì nó sẽ phóng to nội dung ta ra. Kéo con lăn chuột, nghe tôi đang nói con lăn chuột hay là chuột giữa là một đó ha. Bạn lăn chuột về phía sau thì nó sẽ thu nhỏ cái màn hình view ta lại. Ha, để chúng ta hiển thị ta nhìn thôi.
hoặc là bạn có thể là sử dụng cái việc là đè con chuột giữa hay là đè con lăn chuột á, và bạn giữ giữ không buông, và bạn rê, thì bạn thực hiện cái việc mà di chuyển trên màn hình như thế này ha. Nó hoàn toàn tương tự di chuyển màn hình. Ở dưới đây thì trong cái phần tab note drop ở dưới đây cũng vậy thôi, bạn sẽ phóng to thì nó sẽ phóng to này lên. Khi bạn phóng to thì đây nó sẽ hiển thị cho bạn cái một cái gọi là cái cửa sổ navigator, rectangle hay gì đó, để bạn điều hướng cái hướng bạn nhìn tới vị trí nào rồi ha. Đây nè, đó, trường hợp đó tôi phóng to, trường hợp thu nhỏ lại thì nó như thế này, thấy chưa? Phóng to thì bạn cũng có thể tương tự, bạn lít giữ con chuột giữa con lăn chuột, rồi bạn di chuyển màn hình ha, di chuyển trên màn hình đây, hai màn hình đây thì thao tác di chuyển hay phóng to như nhau thôi. Trên đây viewer với cái tab note note graph đây như nhau thôi ha. Rồi đó là cái cách đầu tiên là bạn thực hiện cái việc như vậy. Cách thứ hai nữa là bạn có thể làm như thế này nè, bạn sẽ lít vô, tôi đã mới cho chèn cái phần mà thư mục beauty rồi ha, tôi muốn chèn ba thư mục còn lại thì làm sao. Thì có cái cách nữa rất đơn giản nữa, dễ hơn nữa là bạn chọn cùng lúc ba thư mục đó luôn, bạn lít và bạn lôi vô đây ha. Hồi nãy chúng ta phải tạo cái tab bridge trước, rồi sau đó chúng ta mới cộng đường dẫn từ vào đây. Còn cái cách này làm cấp mẹo kinh nghiệm nữa, là bạn làm nhanh hơn nữa, bạn chỉ thực hiện cái việc mà lôi ba cái thư mục bây giờ trong đây buông trái ra, thì tự động thì nó sẽ chọn hết ba thư mục vào đây. Thư mục nào mà nó bị lỗi thì nó sẽ hiện cái chữ error như thế này, error như thế này. Đây là cái phần dư thôi, cái phần mà file thumbnail, cái file của phần mềm nó tạo thôi. Rồi bạn chọn nó, bạn nhấn delete ha. Rồi ta sẽ được ba cái, bốn cái tab grid, thì nó sẽ theo thứ tự là grid 1, grid 2, grid 3, grid 4, thấy chưa? Đó. Rồi, ứng với mỗi grid này vậy bạn muốn nhìn cái nội dung nào thì bạn rất là đơn giản, bạn click vô cái đầu mũi tên, bạn rê vô đó ha. Bạn rê vô đó cho nó buông chữ trái ra, tôi rê qua đây, buông trái ra. Rê qua đây, buông trái ra. Nó sẽ hiển thị cái nội dung của cái tab grid đó. Đại khái giống như là bạn nhập file vô trong cái phần mềm thôi. Nó sẽ hiển thị cái nội dung trên tab đó ha. Đây là cái file này. Rồi, rất đơn giản ha. Đó. Thì thực ra đây nó sẽ còn một cái mẹo kinh nghiệm nữa, là bạn có thể thực hiện cái việc rê như thế này cũng được, rê từng cái dấu mũi tên tới đây ông buông trái ra, nhưng mà làm vậy thì nhiều khi nó hơi mất thời gian ha. Có một cái phím tắt rất là nhanh để làm chuyện đó, là bạn chọn cái nốt nào đó, bạn nhấn phím số 1 ha, chọn cái, giả sử tôi chọn cái nốt số 4 đi, read 4 này, sau đó tôi nhấn phím tắt trên bàn phím, các bạn nhấn số 1 thì tự động cái vùng hiển thị số 1 đây, vùng hiển thị số 1 đây nè, hai số 1 đây, nó sẽ chạy tới cái tab grid mà bạn đang nhấn số 1 đó, hiển thị nhanh cho bạn để đỡ mất mỗi lần bạn phải lít như thế này, bạn phải di chuyển qua thế này, lít như thế này, di chuyển qua thế này, nó mất rất nhiều thời gian ha. Lít cái giống mũi tên này nè đó. Thì đây thì đại khái cho bạn hình dung là nó sẽ cho các bạn biết là cái tab grid này nè, nó sẽ hiển thị cái kết quả tới cái node ở bên dưới, node nào hiện tại đang là node viewer 1 ha, giống mũi tên nó sổ xuống nè, thấy chưa? Ban đầu bạn đang học thì tôi hướng dẫn rất là chi tiết, hay những cái video sau tôi chỉ nói sơ thôi. Đây hiển thị cái mũi tên nè, xuống đây hiển thị mũi tên hiển thị xuống xuống view một ha. Rồi bạn muốn hiển thị như cái nào thì bạn cứ việc là chọn đây số 1, rồi chọn đây số 1, chọn đây số 1 ha, nhấn phím tắt số 1 rất là nhanh, chọn đây số 1 đây. Còn sau này các bạn có thể là hiển thị nhiều cùng lúc nhiều cái nội dung thì bạn hãy đánh số khác nhau. Giả sử như thế này, tôi muốn đây là số 1 read 4, là tôi là số 1 đúng không? Đây là hiện tại đây là đang số 1 nè, thấy chưa? Tôi muốn cái tab grid 1 này là cái hiển thị là số 2, nhấn số 2 thì bạn thấy đây nó sẽ tự động tạo thêm một cái mũi tên nữa, có đặt tên là số 2, thấy chưa? Đặt tên là số 2, ở đây đây là số 1, đây là số 2, rất đơn giản thôi. Thì bạn muốn hiển thị số nào thì bạn nhấn số đó, giả sử như tôi đây là số 1 thì trên màn hình bạn nó sẽ hiển thị cái số 1, thấy chưa? Còn bạn chọn cái tab đây và bạn nhấn số 2 thì trên màn hình các bạn nó sẽ hiển thị cái vùng viewer nè, cái vùng viewer là cái vùng này nè ha, hiển thị số 2 là hình con robot này, robot này ha. Còn hiển thị muốn hiển thị cái phông nền cảnh đây thì bạn nhấn cái phím số 1, thấy chưa? Rất là hay. Nhưng mà thông thường thì thường chúng ta chỉ hiển thị một số thôi để cho dễ làm việc. Nhưng trường hợp chúng ta lỡ tạo ra được cái số 2 này rồi, ta muốn xóa số 2 này thì bạn lít vô với mũi tên đây, bạn lôi ra, buông trái ra, tự động nó sẽ xóa. Thông thường chúng ta chỉ sử dụng trên một video nè, ta sẽ sử dụng một cái số số một số thôi là để hiển thị thôi ha, làm nhiều số quá rối. Một đây, muốn tới cái nào thì nhấn số 1 cho đó ha. Rồi, hay là video đầu tiên thì bạn làm như vậy là đã là thành công rồi ha. Và video sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số cái trình để phát cái video này đơn giản như thế ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn video sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái trình phát video một số cái công cụ, một số cái nút này nữa ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau.